Dịp đầu năm mới, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời tổ chức sự kiện Cùng Lộc Trời chào xuân mới nhằm tri ân và ghi nhận sự đồng hành của quý đại lý trong suốt thời gian qua. Đây cũng là dịp để Lộc Trời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt với các đại lý, tạo động lực để tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Tham gia sự kiện có hơn 1.000 đại lý và nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đến tham dự sự kiện, đánh dấu sự kết nối chặt chẽ, bền vững của Lộc Trời với hệ thống phân phối, nền tảng của những thành tựu hiện tại và tương lai. Cảm ơn mấy anh em Lộc Trời từ khi trước đó là bỏ về thực trường nhân gian sau này chuyển qua Lộc Trời là mấy anh em bám sát cánh từ hồi đó tới giờ luôn á. Rồi cũng nhờ mấy anh em từ cái khâu là chỉ xả hàng thì qua canh tác là ví dụ mình thăm đồng này này kia. Chứ hồi trước không có đâu, ví dụ tới vụ á, tới đợt á là cứ cuối tháng xịt sâu nhằm khi thật sự là không có biết có sâu hay không mà vẫn xịt. Ví dụ bệnh cũng vậy nữa. Còn giờ nhờ có anh em á, anh em hướng dẫn thì nói chung ngày cũng đỡ lắm. Trong thời gian qua tôi có xài sản phẩm thuốc là hầu như là tất cả sản phẩm của Lộc Trời. Thì tôi ưng ý nhất là điểm nổi bật của ba ga mắt và Cotter. Hai sản phẩm đó mang lại xịt những cái giai đoạn quyết định mang lại hiệu quả rất là tốt, đang tâm đắc hai sản phẩm đó. Sự hỗ trợ của Lộc Trời với đại lý thì rất là ưu đãi. Còn đối với bà con nông dân thì gần đây Lộc Trời có nhiều cái khuyến mãi rất là lớn để khuyến khích cho bà con nông dân có những cái món quà hay trong dịp chiêu xuân. Rồi sản phẩm của Lộc Trời thì gần đây phát triển rất là mạnh, đa dạng sản phẩm và liên kết với nông dân tạo những cái gói hàng để đưa đến người dân tiện lợi cho việc chi phí và tăng năng suất cho người dân rất là cao. Trong năm 2024, Lộc Trời tiếp tục đưa ra các sản phẩm và bộ giải pháp canh tác mới thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe nhà nông, hướng đến mục tiêu chung cùng nông dân phát triển bền vững. Đầu năm mới thì Lộc Trời cũng giới thiệu với bà con nông dân cái chương trình của mình tham gia 1 triệu hecta. Thì 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giảm phát thải của chính phủ tập trung vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì gồm có thứ nhất đó là giảm phát thải, thứ hai là giảm sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là các loại vật tư nông nghiệp có nguồn gốc hóa chất, thứ ba đó là tăng cường tính bền vững về mặt kinh tế, môi trường và xã hội cho bà con nông dân vùng nông thôn. Với 20 chi nhánh, trên 300 nhân viên thị trường và 3.240 đại lý trải dài khắp cả nước, Lộc Trời cung ứng kịp thời các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ cây trồng trong các bộ giải pháp canh tác toàn diện, định hướng bền vững, hài hòa giữa ba yếu tố hữu cơ, sinh học, hóa học. Từ đó sẽ giúp cho nhà nông nhẹ công chăm sóc, tăng hiệu quả mùa vụ qua việc tăng năng suất và chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe và giữ gìn môi trường nông thôn xanh sạch, giúp bà con an tâm canh tác, tăng hiệu quả mùa vụ để cùng nhau mang đến vụ mùa bội thu